Này là phía sau của công viên Phú Nhuận nha các bạn. Đường này là đường Nguyễn Cớ Xương nè mọi người. Chỗ này là đường vô cái vũng nước công viên á. Đi. Quá đông, mới sáng à. Mới mở ra mà đông dữ ta. Chờ xíu ạ. Mời phút ạ. Có ghế rồi kìa. Ở đây. Bàn sao này xuống quýnh. Bàn sao này hai cha con. Đây 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 vô trong kia ngồi đi. Anh cho bút của hai cha con luôn anh. Bút của hai cha con. Rồi 30 tiếp tục lên tài. Uống gì kêu luôn. 280 tiếp tục bay. Rồi lên luôn nè bay. Ở đây là bán thứ sáu là nghỉ nha mọi người. Thứ sáu nghỉ đây. Anh ơi. Nước anh ơi. Ăn con luôn. Thứ sáu nghỉ nha mọi người. Cái bên này là uống nước nè. Rồi đặc biệt ở đây các bạn. Đó. Ớt nè, ngon. Hấp dẫn không? Để sáu. Còn bên đây cái sâu nhìn tới này mọi người. Vô sao nhé, tôi sao nhé. Vô sao? Vô sao chưa? Vô cái sảnh này. Được.
không đổ được chơi quyền anh ơi. Cho ông Bi cái tài bằng nó lên cho anh nhé. Em cũng giùm coi bao nhiêu tài vậy? Mưa cởi hay sao? Trời mưa thì sao mình không tay luôn anh ơi. Nói được. Đó. Đang đi bạn bè. Đây phía sau nhìn tới kìa mày, cái hẻm đó. Gọi bàn. Gọi bài cài. Bài cài. Cho cô Quyền chơi hết này đi con. Không lấy đưa con phải đợi con lấy chơi hết tài của Quyền mới lấy được cái đơn của con vô. Giờ cô Quyền đang còn dưới sao rồi. Cô Quyền đâu có trẻ được. Đúng rồi.
Đây, cái đây là cái con lớn của con không cây à? Nếu thấy con nào có cây là biết con lớn, mà tôi không tin là tôi bé. Ok. Mười một giờ đó. Tranh thủ đi rồi. Rồi không chứng lên sàn. Vô mình nói sao? Giờ không gấp. Lên ngồi với đi. Trời ơi, trời ơi, kiếm chỗ ngồi luôn đi. Trời ơi. Không quá vậy nè. Mày lớn. Con Hành. Con Hành của em bé ông ngoại luôn nè. Con Hành mình đi, mình. Con Hành. Bắt phòng tôm á. Cái này đây, cái này là nước này. Cái này của con này, cái này hỏng cây này. Còn copy nữa. Ở trong này có cái chả này. Chả không? Mì chả thôi. Còn đồ ăn ở bên kia này. Đang là đây mà nhanh lên đi. Rồi anh. Nhanh đi về con. Bốn nè. Được. Chấm muối á, chấm muối mới ngon. Anh đi. Ai giá siêu luôn. Ăn mì đầy đủ còn ăn mì bé. Mì bé. Chỉ không ăn, dạ, không cay thôi. Ăn hành được hết. Ê, ê, anh nhanh lên, anh mất thời gian lắm đó John. Đây trong là thầy gì vậy? Một lớn một nhỏ. Mì không? Mình không biết đặc biệt vậy. Đây là chồng này là cây đi. Đặc biệt con trứng. Đặc biệt là hai cái đặc biệt đó là một cái con trứng hả? Hay là một cái con trứng? Hai câu luôn. Quá ngon rồi mà. Cầm đây. Kẹp.
trứng luôn á. Đúng rồi. Thử thử cái nước nó ngọt. Mấy con bằng dài chưa? Bằng dài đây nè, con đi bằng số 1. Mẹ. Vậy mà biết biết. Vậy con nói bằng dài nãy giờ con mới biết à. Mà nói biết rồi, cái vô bằng số 1. Lên cái tài mấy con chiếc với bà hoài. Rộn ràng luôn á. Chấm vô cái muối nó có mùi vị. Hơi nhạt đúng không? Nhạt cho nên người ta cũng ấy cái này cho nó nhắm chấm này. Nghe chửi vui không? Nghe cười nói. Nghe vui không?